Chào mừng các bạn đến với kênh Triệu Hoàng Tú Official. Trong video ngày hôm nay, mình xin chia sẻ với các bạn thông tin địa lý thú vị. Đó là vì sao tốc độ quay của các nơi trên trái đất là khác nhau và tại sao người ta lựa chọn những nơi gần xích đạo để phóng tên lửa hoặc đưa người lên các trạm vũ trụ trên không gian. Xin mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Vòng quay của trái đất là không đổi, nhưng tốc độ quay phụ thuộc vào vĩ độ bạn đang đứng. Theo NASA, chu vi trái đất tại đường xích đạo là khoảng 40.000 km. Ước tính một ngày dài 24 giờ, hãy chia chu vi cho độ dài của một ngày, chúng ta sẽ có tốc độ tự quay ở xích đạo trái đất là khoảng 1.700 km/h. Tuy nhiên, tốc độ quay của trái đất ở các vĩ độ khác nhau là không giống nhau do sự khác biệt về chu vi của vĩ độ. Nếu chúng ta di chuyển đến nửa địa cầu ở vĩ độ 45 độ Bắc hoặc Nam, tốc độ quay sẽ là 1.200 km/h. Tốc độ ngày càng giảm nhiều hơn khi bạn đi xa hơn về phía Bắc hoặc phía Nam. Vào thời điểm bạn đến cực Bắc hoặc cực Nam, vòng quay trái đất thực sự rất chậm, phải mất cả ngày để quay tại chỗ. Các cơ quan vũ trụ thường tận dụng lợi thế tốc độ quay của trái đất. Nếu họ gửi phi hành gia đến trạm vũ trụ quốc tế, thì vị trí ưu tiên để xuất phát là gần đường xích đạo. Bằng cách làm như vậy và phóng cùng hướng với chuyển động quay của trái đất, tên lửa sẽ được tăng tốc độ và thoát được lực hút của trái đất, bay vào vũ trụ dễ dàng hơn nhờ tốc độ 1.700 km/h tại xích đạo của trái đất. Và để hiểu rõ hơn về vấn đề này, xin mời các bạn xem một đoạn video ngắn sau đây. Tốc độ quay của trái đất nhanh hay chậm là phụ thuộc vào vị trí của chúng ta. Ba vòng tròn này đều hoàn tất vòng quay của mình trong 24 tiếng. Đương nhiên, vòng tròn lớn nhất sẽ phải di chuyển một khoảng cách lớn nhất. Bởi vậy, nên ở đây, trên xích đạo, thì trái đất quay nhanh nhất 1.600 km/h. Đó là lý do tại sao các tên lửa đã được phóng tại đây ở Kourou, Pháp, Việt Nam và từ mũi Canaveral ở miền Nam nước Mỹ. Để thoát khỏi lực hút của trái đất thì cần phải có một vận tốc rất cao. Vậy nên tốc độ 1.600 km/h mà trái đất thêm vào cho sức đẩy của các tên lửa đã là một lực rất hữu ích. Vấn đề mình chia sẻ trong video này đến đây là hết rồi. Nếu thấy video này hay và ý nghĩa, xin các bạn vui lòng nhấn thích, chia sẻ, đăng ký kênh và nếu có ý kiến thắc mắc, mời các bạn để lại bình luận bên dưới video này. Thân ái chào các bạn, hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo.